Vâng, những chiếc xe Moline các bạn ạ. Những chiếc xe Moline rất là phù hợp với lại mức độ, mật độ giao thông tại Việt Nam, phù hợp với tầm tiền kinh tế của Việt Nam, phù hợp với lại tất cả mọi thứ ở Việt Nam. Vì thế nên những chiếc Moline hiện tại đang vẫn chưa ra mắt thị trường những cái phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất là bản GT Line. Và đây là một trong những cái phiên bản cải tiến rất nhiều. Và ở đây thì nhà em chuyên xe cũ nên là không có xe mới. Và ở đây thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em 3 chiếc xe. Nhưng đặc trưng của 3 chiếc xe này nó là cái gì thì các bạn có thể nhìn thấy ở ngay cái phần đầu về cái form dáng và chất lượng của nó. Đây là 3 chiếc xe bản SI. Bản SI tức là cái bản đủ. Bản đủ thì các bạn nhìn thấy từ hệ thống đèn gầm hệ thống đèn vị trí, đèn định vị ban ngày đấy, cộng với lại cái form dáng, cộng với la răng. 3 chiếc xe này thì nó cùng một đời 2016 cả. Và đặc biệt hơn là 3 chiếc xe này thì nó đến từ 3 vùng miền khác nhau: quê hương Ninh Bình, quê hương Hương Yên và quê hương Bắc Giang. 3 chiếc xe này thì đều sản xuất năm 2016 và đều trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.25. Và đặc biệt hơn thì 3 chiếc xe này nó đều là những chiếc xe không taxi, không dịch vụ xe đây. Tất cả đều khá là đẹp cho mọi người và đặc biệt xe không lỗi. Vậy thì bạn nào mà các bạn nào đang có nhu cầu muốn mua một cái chiếc xe mà về chạy dịch vụ, chạy gia đình trong cái dịp cuối năm này, hay là mua xe về gọi là chạy quanh quẩn, hay là chạy taxi, hay là chạy xe nói chung là chạy đâu cũng được, thì ở đây hôm nay em muốn giới thiệu chi tiết hơn về 3 cái chiếc xe Moline bản SI số sàn 1.25 bản đủ 2016. Và với cái chiếc xe, 3 chiếc xe này nói chung thì nó đều được trang bị hệ thống túi khí này, hệ thống ABS này, hệ thống xi nhan tích hợp trên gương này, điều hòa tự động và màn hình bô kép narang đúc, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Đó là bản đủ các bạn nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chiếc xe biển 35 này. Giá cả của 3 chiếc xe này thì đều như nhau. Hiện tại thì có một con 262 như con này, và một con, hai con kia là 264. Tóm lại thì nếu thời điểm hiện tại, tôi anh sẽ bán đồng giá cho anh em, bán đồng giá cho anh em, và cũng đừng bớt nữa, đừng bớt nữa là 255 triệu một chiếc, 255 triệu cho một chiếc. Xe đẹp thì dựng ở đâu nó cũng đẹp, không cần phải view đẹp, mà quan trọng là cái chất lượng xe. Đó, chiếc xe thì với những chiếc xe mà bản SI nói chung, đó, trang bị hệ thống đèn cũng như mặt lưới tản nhiệt, mặt ca lăng của chiếc xe đều như nhau. Đời 2016 và những con này thì đều được trang bị hệ thống narang đúc như thế này. Chưa được lên form 2017. 2017 thì nó sẽ lên cái hệ thống narang phay khá đẹp cho mọi người. Nhưng con này thì nó là đầu 2016 và tất cả đều được trang bị cái hệ thống narang như thế này. Máy vẫn đang để lỗ các bạn nhé. Máy vẫn đang để lỗ. Hệ thống xi nhan được tích hợp ở trên gương đầy đủ. Và ở bên trong những cái chiếc xe này, đầu tiên chúng ta sẽ lấy ví dụ về chiếc xe này đi. Tất cả đều 255 triệu và tới đây Tuấn Anh cũng không muốn nói đến cái giá nữa. Và Tuấn Anh chỉ xem về cái chất lượng. Con này thì nội thất của nó này, ghế da nguyên bản có đôi chút nhầu, có đôi chút nhầu. Vô lăng củ số, màn hình con này là màn hình nguyên bản, chưa có lưng. Tất cả hệ thống trần của nó, trần đỉnh nguyên bản theo xe, và hệ thống táp lô táp ly. Ở phần này thì cũng được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện và gương cụp xòe đầy đủ. Tất cả keo chỉ chiếc xe thì còn khá là zin. Với cái tầm tiền hơn 200 triệu, hơn 200 triệu thì đây là một trong những chiếc Moline bản đủ rất là hợp lý cho mọi người, rất là hợp lý cho mọi người nhé. Không phải suy nghĩ gì về chất lượng của 3 chiếc xe Moline này cả. Quan trọng là giá và các bạn hợp với màu nào, hay là các bạn đang có ý định mua như thế nào, thì các bạn có thể đến trực tiếp với em. Địa chỉ là ngay thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng, để các bạn có thể xem và trải nghiệm chạy thử về những chiếc xe như này. Hệ thống đèn nét ban ngày tất cả đều rất là đẹp cho mọi người, tất cả đều rất xịn sò. Vậy bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ duy nhất tại Hải Phòng, bãi xe ô tô Hải Phòng đối diện chùa Cao Linh. Đấy, các bạn nhé, ở thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng. Đó là cái địa chỉ duy nhất và cũng là cái địa chỉ uy tín nhất để có thể các bạn có thể mua một chiếc xe hay xem một chiếc xe uy tín các bạn nhé. Hệ thống narang đúc theo xe, đầy đủ hết theo xe. Tất cả những cái tay lắm mở cửa chiếc xe đều rất là đẹp cho mọi người. Đấy. Và đặc biệt thì với những chiếc xe này được trang bị hệ thống điều hòa tự động và hệ thống khóa khiển đầy đủ hết theo xe. Giống như chiếc xe bên đây cũng vậy. Con này thì được trang bị một nước sơn màu vàng cát và đến từ quê hương của Hương Yên, 89 Hương Yên. Chiếc xe này thì cũng khá là đẹp và cái màu này thì cũng khá là ok cho mọi người.
tất cả mọi chức năng từ đèn cho đến tất cả mọi thứ của nó rất là hợp lý để chúng ta sử dụng. À, nội thất chiếc xe thì con này thì đã được cũng là một bộ nội thất ghế da khá là đẹp cho mọi người. Ghế da khá đẹp và trần của nó cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe. Xem con này thì nó được có những cái gì, tất cả những tay nắm mở cửa của chiếc xe thì đã được mạ chrome và các sạch sẽ. Con này thì nó lên được một cái màn hình Android rất là to, màn hình Android rất là to. Và chúng ta ngồi thử vào chiếc xe này thì đấy, đấy hệ thống điều hòa, màn hình Android bắt cả wifi, có cả cam nùi đằng ngoài, có cả cam nùi. Màn hình và cam nùi thì nó thường đi liền với nhau và cũng không có vấn đề gì về suy nghĩ cả. Tất cả hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe, xe thì đợt này thì để khá là bụi nhưng gạt mưa của nó vẫn hoạt động bình thường. Tất cả hệ thống đèn đóm và tất cả mọi thứ của chiếc xe từ hệ thống táp lô táp ly của nó khá đẹp. Đây là một chiếc xe gia đình nên là các bạn cứ yên tâm về và sử dụng thôi, nó không phải làm bất cứ một cái gì cả. Ở đây thì chúng ta vẫn đang có hệ thống điện là hệ thống gương kính chỉnh điện và tất cả gương cụt xòe xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ. Tóm lại thì tất cả những cái chức năng này đều hoạt động bình thường, form dáng đẹp chuẩn, tất cả thì đều còn đăng kiểm rất dài. Ví dụ con bên đây thì đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2024, tức là còn 2 cái Tết nữa. Con bên đây thì gần hết rồi, tháng 2 năm 2023. Tóm lại thì nó mà hết thì tôi đang sẽ đi đăng kiểm cho mọi người. Có màu vàng cát này đến từ quê hương Hưng Yên, biển 89A07181. Đều khá là đẹp và rất chất lượng. Tất cả mọi thứ trên xe thì đều rất ok, đúng không ạ? Không có gì phải suy nghĩ cả. Form dáng đẹp chuẩn chỉnh 100%. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu muốn sở hữu một cái tầm tiền xe gần như là mới với giá tầm tiền hơn 200 triệu thì ở đây chúng ta đang có những chiếc xe khá là đẹp và khá chất lượng cho mọi người. Quý bà con, cô bác, anh chị em nào chỉ cần mua xe thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386, một trong những chiếc Moling SI đã có mặt tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng khá là đẹp cho mọi người. Bên đây thì đến từ quê hương của Linh Bình, 135A07221, sơn si màu bạc các bạn nhé, sơn si màu bạc và cũng khá là đẹp cho mọi người. Hệ thống đèn cũng như tất cả mọi thứ chiếc xe đều rất là ổn định và rất là ok. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline. Đó, các bạn có thể tùy ý đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em. Alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ có một cái chiếc xe khá đẹp và khá rẻ. Trang bị đầu đài màn hình, con này thì đã được lên màn hình Android rồi. Khóa khiển theo xe, phím bấm trên vô lăng, hệ thống túi khí và hệ thống ABS đầy đủ hết. Tóm lại thì xe của nó cũng khá là sạch sẽ. Con này thì đăng kiểm dài hơn con ở giữa. Con này thì đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Đó các bạn nhé. Đó, một cái chiếc xe như thế này mà giá chỉ có 255 triệu đồng cho một chiếc thôi. Giá đây là đã bớt rồi. Vì thế là các bác cứ yên tâm và sở hữu nó thôi. Không phải chê trách gì về những chiếc xe này cả. Con này thì con nào cũng chạy tầm khoảng 7, 8, 9 vạn gì đó. Nói chung là lái liếc là rất là nhẹ. Số xiếc nội thất của chiếc xe rất là ok cho mọi người. Bây giờ tôi này sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra và kiểm tra và so sánh ba chiếc xe này về khoang máy, con nào còn zin, con nào qua căn chỉnh rồi thì Tuấn Anh cũng sẽ nói luôn cho mọi người để mọi người có thể biết và cảm nhận về chiếc xe, được không ạ? Tất cả con xe thì đều được đang bật điều hòa. Đây là chiếc xe đang đeo biển 35 nhá. Nói luôn về tình trạng con này này. Máy thì con này đã ra mặt tầng rồi, khá hay do. Bất keo bôi trường nhá. Tất cả chân máy trên nước nó nguyên, rất là khô ráo và không có vấn đề gì. Tất nhiên dưới dòng máy 1.25 và đóng điều hòa thì máy như thế này là quá ok. Nếu tắt điều hòa đi thì nó rất là đẹp và rất là êm. Cabo của nó, con này thì cabo của nó cũng khá là đẹp cho mọi người. Cabo của nó khá là đẹp cho mọi người. Rất là uy tín luôn, một chiếc xe Moling 2016 bản ấy đi. Chúng ta sẽ sang xem khoang máy của con biển 89A0791 07191 này, để xem khoang máy của nó có gì hơn so với lại con bên cạnh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem luôn nhé. Đó. Các bạn ạ, cũng không khác gì là con bên cạnh cả. Cũng máy cũng đã động chạm một chút về cái bảng đàn bò thay con. Đây, chân máy của nó còn hơn hang chút so với con bên cạnh luôn. Thực ra thì đấy là do cái vấn đề về vệ sinh khi chúng ta rửa nước ở đây.
không vệ sinh, không dưỡng thì cái chân máy tự dưng nó hàn đi. Con này dây cu doa nó hơi kêu một chút nhưng máy của nó thì vẫn ổn định, lòng máy và số máy của nó chuẩn và chưa có làm lại hơi. Cabo ca biết thì cũng tóm lại là cũng khá là đẹp. Với cái tầm tiền như thế này thì cũng khá hợp lý. Rồi, chúng ta sẽ sang xem cái phần con màu bạc này đầu tiên. Con này là biển Bắc Linh. Bắc Giang quê hương của Bảy Thiều cũng như quê hương của rất nhiều cái địa điểm mà khá là ok. Con này một chủ từ đầu nhé. Đây, chúng ta sẽ dùng xem con này. Trong ba con thì so sánh nhé. Trong ba con thì máy con này là còn zin từ A đến Z, từ mặt đặt có zin, trong ba con và tất cả những con ốc của nó chưa có bạc kẽ gì, không có bị bấm gì đầu vào đầu gì. Và lắp cabo của nó còn nguyên bản. Đấy, lổ rất là êm cho mọi người. Trong ba con này nó cứng nhất. Tóm lại xe cũ thì nó được cái này nó mất cái lọ. Tóm lại thì rất nhiều người xem thì cần máy zin, có nhiều người xem thì nó phải đẹp, phải con dáng, có nhiều người xem thì nó phải thế này thế lọ một chút. Tóm lại thì với ba sự lựa chọn này là ba chiếc xe Moling đang có thể nói là đang đắt nhất tại cửa hàng, đắt nhất tại cửa hàng và ba chiếc xe đẹp nhất tại cửa hàng. Vì sao ạ? Đẹp thì nó mới đắt chứ còn đâu, nếu không đẹp thì đã rẻ, đúng không ạ? Vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về ba chiếc xe này thì hãy đến trực tiếp và alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.